hãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Được làm những điều bạn thích, đó là tự do. Thích được những điều bạn làm, đó là hạnh phúc. Một cách đơn giản để hạnh phúc là trân trọng những gì mình đang có. Chúng ta cảm thấy bất hạnh trong nỗi bất hạnh nhiều hơn là cảm thấy hạnh phúc trong niềm hạnh phúc. Mỗi người là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của mình. Khi lâm vào cảnh bất hạnh, con người nên nghĩ đến hạnh phúc và phấn đấu cho hạnh phúc. Khi ấy họ sẽ thoát khỏi cảnh bất hạnh và sẽ đạt được hạnh phúc. Hạnh phúc luôn mỉm cười với những ai kiên trì, dũng cảm, hăng say lao động. Kẻ nào chỉ nghĩ đến bản thân và việc gì cũng chỉ tìm lợi cho mình thì không thể có hạnh phúc được. Muốn sống cho bản thân thì phải sống vì người khác. Hạnh phúc là cái gì thật mơ hồ khiến ta buộc phải mơ ước. Hạnh phúc cũng giống như chiếc đồng hồ, loại ít phức tạp nhất là loại ít hỏng nhất. Hạnh phúc thay kẻ biết hưởng lúc vận thịnh cũng như chịu đựng lúc vận suy. Tai họa thì bay đến mà hạnh phúc thì bò đến ta. Nỗi bất hạnh làm ra con người, còn con người làm ra hạnh phúc. Người hạnh phúc là người có ba thứ sức khỏe, sự giàu có và trí thông minh. Hạnh phúc là gì? Là được yêu khi trẻ, toại nguyện khi đứng tuổi, dư dật khi về già và có tiền ở mọi lứa tuổi. Hạnh phúc là tự thấy ở mình một linh hồn trong sạch. Hạnh phúc dễ kiêu căng, đau khổ dễ không ngoan. Trong mơ ước có mặt tốt hơn thực tại, trong thực tại có mặt tốt hơn mơ ước. Hạnh phúc đầy đủ là sự kết hợp cả mơ ước lẫn thực tại. Cái hạnh phúc giống như thủy tinh, càng rực rỡ bao nhiêu càng mỏng manh bấy nhiêu. Ngày nào chúng ta không cười, ngày đó chúng ta đã mất nhiều thứ. Cuộc đời càng phức tạp thì những niềm vui sống càng đơn giản. Người nghèo cũng thèm tiền, người giàu cũng thèm tiền, chỉ người anh minh mới thèm hạnh phúc. Khi bạn tìm kiếm hạnh phúc trong những đối tượng vật chất thuần túy, thì vật chất chẳng bao giờ là đủ cả. Hãy nhìn ra xung quanh. Hãy nhìn vào bên trong. Tất cả mọi điều bạn làm để khiến cuộc sống của người khác trở nên tốt đẹp hơn đều khiến cho cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn. Lo thắng người thì loạn. Lo thắng mình thì bình. Ba yếu tố cần thiết lớn nhất để hạnh phúc trong cuộc sống này là một cái gì đó để làm, một cái gì đó để yêu thương, và một cái gì đó để hy vọng. Được hạnh phúc cho thời điểm này. Thời điểm này là cuộc sống của bạn. Cho đến khi bạn hạnh phúc với bạn là ai, bạn sẽ không bao giờ được hạnh phúc vì những gì bạn có. Bạn có thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà bạn muốn, nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn.
hãy học cách sống hạnh phúc với những gì bạn có trong khi vẫn theo đuổi những gì bạn muốn. Không phải những người đẹp là người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp. Hạnh phúc đích thực có được từ sự biết hài lòng và hòa bình nội tại. Sự hài lòng và hòa bình nội tại chỉ có thể đạt được thông qua sự phát triển tinh thần vị tha về tình thương, từ bi và sự diệt trừ vô minh, ích kỷ và tham lam. Hạnh phúc con người và sự thỏa mãn con người cần phải phát xuất từ chính mình. Sẽ là một sai lầm nếu ta mong mỏi các thỏa mãn cuối cùng đến từ tiền bạc hoặc từ máy vi tính. Chúng ta phải thừa nhận rằng khổ đau của một người hoặc một quốc gia cũng là khổ đau chung của nhân loại, hạnh phúc của một người hay một quốc gia cũng là hạnh phúc của nhân loại. Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không nên hại ai. Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta. Ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng, và ngày mai chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc, và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng. Cứ mỗi ngày tôi lại càng tin rằng sự lãng phí cuộc đời nằm trong những tình cảm chúng ta không cho đi, sức mạnh chúng ta không sử dụng, sự thận trọng ích kỷ không dám mạo hiểm điều gì và lẩn tránh nỗi đau, cũng đồng thời để lỡ hạnh phúc. Hãy dừng bước để chắc chắn mọi điều bạn đang làm lúc này thực sự là điều sẽ khiến bạn hạnh phúc. Bạn không thể chỉ sống vì một vài mục tiêu nào đó trong tương lai và để nó trở thành tất cả. Bởi đó là điều một số người làm. Họ bước lên con đường và có vô số tấm biển nói, đường này, đường đó. Nhưng sẽ ra sao nếu bạn tới nơi, bạn đạt được đúng những điều mình muốn, cũng như họ, chỉ có điều tất cả những gì không ổn thì vẫn không ổn. Nếu thế thì sao? Hạnh phúc thay cho những ai dám mơ và sẵn sàng trả giá để biến ước mơ trở thành hiện thực. Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được. Nếu bạn muốn hạnh phúc trong một giờ hãy chợp mắt một chút. Nếu bạn muốn hạnh phúc trong một ngày hãy đi câu. Nếu bạn muốn hạnh phúc trong một năm hãy thừa hưởng một gia tài. Nếu bạn muốn hạnh phúc cả đời hãy giúp một ai đó. Đâu là hạnh phúc bạn đang có? Chúng ta chỉ cảm thấy giá trị thật sự của hạnh phúc cho đến khi chúng ta đã đánh mất hoặc sắp sửa mất nó. Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người xung quanh. Hạnh phúc giống như một nụ hôn. Bạn phải chia sẻ nó để tận hưởng nó. Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng. Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết. Hạnh phúc đến thì lâu mà đi khỏi thì nhanh. Người biết cảm nhận và vui với vẻ đẹp sông nước, núi non. Cảm nhận sự động, tĩnh của sự vật. Biết vui thú, sẽ sống thọ.
con đường hạnh phúc có thể là con đường quên lãng. Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ấy không bao giờ biết tận hưởng hạnh phúc. Ngàn vàng không mua được tiếng cười. Vui lòng đăng ký kênh để nhận thông báo video mới. Xin cảm ơn rất nhiều.